Đây là một người đàn ông luôn ra tay trừng trị kẻ ác. Anh ấy là một đặc vụ xuất sắc nhưng đã về hưu ở ẩn, là người chuyên sở hữu kỹ năng khắc tinh của bọn tội phạm. Mỗi lần ra tay là không đến súng, nhưng sẽ ra sao khi cả tổ chức mafia tìm anh truy sát? Liệu rằng anh ấy có thể cân hết đám xã hội đen kia không? Muốn biết diễn biến ra sao thì cùng vua phim tìm hiểu nhé. Người đàn ông này tên là Robert. Anh là một đặc vụ già cộng với chán ghét cảnh đánh đấm, thế nên anh ta đã xin nghỉ về làm tại một siêu thị gần nhà. Mọi người ở đây rất yêu quý Robert, anh cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Mỗi đêm khó ngủ anh ấy lại mò ra quán cà phê gần đó. Ở đây Robert đã làm quen được với một cô gái tên là Mina, cô ấy làm phò cho một băng đảng xã hội đen. Tâm sự với nhau nhiều lần nên họ đã trở thành bạn bè. Đang nói chuyện điện thoại cô gái liền vang lên, cô gái hôm nay phải đi tiếp một thằng béo như lợn. Tối hôm sau cô gái lại gặp Robert ở quán cà phê, Mina nói những vết bầm tím này là tác phẩm của tên béo đêm qua. Tối đó khi hai người đang đi dạo cùng nhau, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đi đến chất vấn Mina, không ngại ngần mà cho cô gái một vả. Robert nhìn thấy đối phương có súng lên không làm gì cả. Tên cầm đầu nghĩ anh là khách lên đã để lại danh thiếp. Tối hôm sau anh lại đến quán nước nhưng không thấy Mina xuất hiện. Chủ quán cho anh biết cô ấy bị đánh dã man lên đã nhập viện. Nghe thấy vậy nam chính liền đến bệnh viện thăm Mina. Nhìn thấy cô bị như vậy lên anh cũng có chút đau xót. Sau khi hỏi thăm từ bạn của cô gái, anh mới biết bọn chúng thường xuyên đánh đập bọn họ. Nếu như lần sau Mina tái phạm chúng sẽ cắt cổ cô ấy. Trở về nhà anh cảm thấy vô cùng day dứt. Liệu rằng vì một cô gái làng chơi có đáng để anh trở lại làm một đặc vụ? Cuối cùng Robert quyết định đến gặp bọn mafia để giải cứu Mina. Anh không hề run sợ cầm tiền nói muốn chuộc cô gái. Mới đầu hắn ta giả vờ đồng ý với nam chính, nhưng sau đó nói chỉ đổi lại tự do trong vòng một tháng mà thôi. Còn muốn chuộc người thì không có chuyện đó đâu, Robert chỉ nghĩ đúng là cá không ăn muối cá ươn, sau đó chia cho mỗi thằng một cái đầu lâu, ra đến cửa anh nhẹ nhàng vặn khóa, trong đầu anh đã tính ra những bước đi, cuối cùng chốt lại sẽ hạ chúng trong vòng 16 giây, chỉ với 3 đường quyền được giáng xuống, thao tác không hề có một chút động tác thừa, sau đó toàn bộ đám xã hội đen đã năn ra chết hết. Cuối cùng anh tiến đến chỗ tên cầm đầu đang hấp hối, Robert tâm sự nói rằng có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đất. Nói xong câu đó thì tên kia cũng đã chết. Hôm sau nam chính đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, mà ở trên tin tức cũng chỉ nói đó là cuộc tranh chấp địa bàn. Lúc này đàn anh đã cử một tên đàn em đến tận Mỹ điều tra, tên này là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn và kèm theo một bộ lão thông minh. Hắn chỉ nhìn qua hồ sơ đã biết có chuyện chẳng lành, nhưng chẳng thể nào tìm ra manh mối ở hiện trường, vì thế hắn muốn kiểm tra camera ở gần đó. Dưới sự chỉ điểm của tên cảnh sát bẩn, Nikolai đã đến Boston bắt đầu tìm tên trùm ở thị trấn. Hai bên nói đạo lý một hồi rồi bắt đầu lao vào cấu xé. Thật ra chủ yếu anh ta làm như vậy là để dằn mặt bọn chúng, tên đàn em nhìn thấy hắn ta như vậy còn phải sợ hãi. Tối đó có hai tên cảnh sát bẩn đến thu tiền bảo kê ở một quán ăn, chúng lại không ngờ rằng chuyện này lại bị Robert nhìn thấy. Anh ấy sau đó đã dạy cho chúng một bài học và ép chúng trả lại số tiền cướp được. Ngày hôm sau hai tên khốn đã đến trả tiền cho chủ quán. Lúc này tên Nikolai đã đến tìm cô bạn của Mina, hắn ta dọa nạt một tí cô ấy liền nói ra tất cả sự thật. Sau khi biết được thông tin hắn ta liền ra tay sát hại cô gái, rất nhanh hắn ta đã điều tra người làm ra chuyện này chính là Robert. Không lâu sau đó Nikolai đã giả làm cảnh sát tìm đến nhà nam chính, cả hai đều rất thận trọng không để lộ sơ hở trong lúc nói chuyện. Tuy nhiên Robert chỉ mới hỏi vặn vài câu, anh liền phát hiện tên này là người của băng đảng mafia. Sau khi Nikolai ra về hắn cũng đoán ra Robert là hung thủ. Tối hôm sau chúng sai một người đến quán cà phê nam chính hay ngồi, Robert liền hỏi mày đến đây để bắt tao à, biết mình đã bị lộ hắn ta rút súng ra định chơi xanh chín. Trong một khoảnh khắc phán đoán, Robert liền ra tay giết chết tên này, đàn em bên ngoài định xông vào liền bị Nikolai ngăn cản, Robert đi ra ngoài dùng điện thoại chụp ảnh chúng. Bọn này liền xuống xe truy đuổi anh ta, do trời tối lên việc truy tìm rất khó khăn, một tên đuổi tới một con hẻm liền bị anh ấy hạ gục, mà tên này lại là cảnh sát. Khi không tìm thấy ai chúng lại đi đến nhà của Robert, nhưng không ngờ được anh ấy chơi trên cơ. Robert lúc này đang ở chỗ khác quan sát qua camera, tất cả mọi nơi ở trong nhà đều được gắn cam, sau khi kiểm tra không phát hiện ra gì cả chúng đành bỏ đi. Ngày hôm sau Robert tìm đến nhà của một người đồng nghiệp cũ, muốn nhờ bà ta điều tra hộ mình về tổ chức bọn mafia. Sau khi đi dò la tin tức rất nhanh đã có thông tin tên cầm đầu tên Cúc Kinh, bà nhắc nhở bọn này không hề dễ động vào. Sau khi có được tất cả các thông tin liên quan đến hắn, anh ấy liền tìm đến một tên thuộc hạ của Cúc Kinh, sau khi cho hắn ăn lo đòn và ngửi đủ khí xe thải ra. Hắn ta đã khai ra toàn bộ mọi thứ hắn ta biết, hắn dẫn Robert đến một kho chứa tiền của băng mafia, gã cầm đầu nhìn thấy có vẻ không ổn, hắn liền cầm súng chĩa vào nam chính, nhưng sau đó liền bị anh ta cướp lấy. Robert chỉ cần dùng vài lời nói đã khiến tất cả đầu hàng, thế là cả kho tiền đều bị đóng cửa. Trước khi rời đi anh còn cho mỗi người một cọc tiền về ăn Tết.
bằng tất cả nghiệp vụ lẫy lừng của mình, chỉ với cái câu nói hắn ta đã khai ra tất cả. Robert đến ngân hàng lấy ra chiếc USB chứa tài liệu về băng đảng. Ngay sau đó tên cảnh sát bẩn kia cũng đã bị bắt. Ở đây họ thu giữ được người và cả số tiền bẩn, ước tính lên đến cả tỷ đô. Tối đó Nikolai đang ăn tối với một tên trùm. Sau khi tên đó rời đi thì Robert tiến vào với chiếc kính của hắn. Anh nói chuyện với hắn ta rất tử tế, sau đó bảo Nikolai về nói bảo ông chủ hắn dừng mọi hoạt động lại, nếu không tất cả sẽ phải trả giá. Đây chắc hẳn chính là lời nhắc nhở cuối cùng đối với Nikolai. Nói xong anh đứng dậy để đi về. Sau khi về nhà anh mở chiếc USB kia lên, bên trong này có tất cả lịch sử giao dịch của bọn chúng và có cả thông tin về đường dây của bọn này. Robert liền gửi luôn tài liệu đó cho cơ quan pháp luật tra thêm thông tin. Anh biết chúng còn có một chiếc tàu chở dầu, thế là tối đó nam chính liền đặt bom cho nổ con tàu đó. Tất cả 407 triệu đô bị thổi bay trong vòng một nốt nhạc. Nikolai khi này bị ông trùm gọi điện đến chửi cho một trận. Có mỗi một thằng đầu chọc mà cũng không giết được, nếu không làm được việc thì nghỉ mẹ việc đi. Nghe đến đây hắn ta cay cú như bị ai sút vào bọng. Chỉ đến khi hắn ta nhìn thấy bức ảnh Robert đi cùng đồng nghiệp, một kế hoạch mới được đưa ra. Thì ra hắn ta đã bắt anh đồng nghiệp béo ú. Nếu như hôm nay anh không xuất hiện thì tất cả mọi người sẽ chết. Nam chính liền bắt xe đi tới đó. Bọn mafia đã giăng bẫy ở nơi gặp mặt. Chiếc điện thoại của Robert đã bị chúng định vị. Trong nháy mắt anh đã biến mất, chỉ để lại chiếc xe không. Bên này ở trong siêu thị đột nhiên phát nhạc, một tên dẫn anh béo đến phòng âm thanh tắt nhạc. Sau khi hắn ta cảm nhận ra gì đó, tính đi kiểm tra liền bị nam chính hạ gục. Anh hói khi này muốn dùng anh mập để gây sự chú ý, rồi bất ngờ ra tay xử lý tên thứ hai. Robert bảo anh béo hãy đi giải cứu đồng đội. Lúc này Nikolai cùng đồng bọn tiến vào, tên nào cũng trang bị súng ống đầy đủ. Vừa mới đi vào siêu thị thì đèn bắt đầu tắt gần hết, các cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. Trong ánh đèn mờ ảo ở nơi đây, nam chính bắt đầu giăng bẫy. Đám người do anh béo dẫn đoàn đã ra được cửa sau, một tên không may dẫm vào bẫy của Robert bị kéo lên, chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi năn ra chết. Tên còn lại thấy vậy đứng hình mất 5 giây, liền bị nam chính cho một xiên qua cổ mà ra đi. Tên cầm đầu thấy vậy liền nổ súng. Bọn này bắt đầu nghe bài Hoang Mang của Hồ Quỳnh Hương. Chỉ dám vừa truy tìm vừa ra hiệu, một thằng vừa mới tách đàn thì ăn ngay một mũi khoan của Robert. Chỉ thấy xoẹt cái đã năn ra chết. Tên còn lại thấy thế sợ quá liền bắn lia lịa, mặc dù trước mặt chả có ai cả. Bất ngờ nam chính xuất hiện đâm hắn ta từ đằng sau. Tên này rất khỏe liền chơi ngược lại anh. Hai con vợ đánh nhau một hồi bất phân thắng bại. Nếu như không hạ hắn nhanh thì hỏng hết. Điên máu anh nhặt mảnh kính xiên hắn một phát đứt hẳn. Lúc này anh béo đã dũng cảm quay lại để hỗ trợ anh. Hai con vợ chạy trốn liền bị mafia rượt đuổi. Sau đó Robert bảo anh mập chạy đi bất tất cả điện lên, còn mình thì ở lại giữ chân bọn này. Anh béo cố gắng chạy đến phòng điều khiển, bật hết điện ở nơi đây. Một tên bị quả bom tự chế của Robert nổ chết. Do vụ nổ lớn chế độ chống cháy liền được bật. Tên Nikolai cay cú lắm rồi. Hắn ta định tiến đến giết chết anh mập thì bị đạn bắn xuyên người. Robert xuất hiện liền bồi cho hắn ta một phát nữa. Từng phát bắn của anh thốn đến tận rốn. Cuối cùng anh kết liễu hắn ta bằng phát đạn từ thần. Nikolai đến chết vẫn không biết Robert là ai. Không lâu sau nam chính đến tìm ông trùm Cooking. Ông trùm nói muốn dùng tiền để đổi lấy mạng mình, nhưng khi đi ra lại không thấy Robert đâu. Ngay khi hắn vừa gọi bảo vệ thì bị bẫy điện giết chết. Robert hiên ngang tự tin bước ra ngoài, đi tới đâu nơi đó đều có xác chết. Mà những tên anh giết đều chỉ có kẻ xấu. Một thời gian sau anh gặp Mina, cô ấy nói rằng mình đã tìm được một công việc, hứa sẽ trở lại làm một con người đàng hoàng. Thế là anh đã cứu vớt được một mảnh đời ngang trái. Bộ phim hết rồi, nếu thấy hay nhớ ấn đăng ký để ủng hộ mình nha, bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để bọn anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.